Xin chào các bạn. Trên tay mình là bộ dụng cụ cho gà ăn 3 trong 1. Đây là một trong những sản phẩm đang được đặt hàng rất nhiều trong thời gian vừa qua. Rất rẻ và tiện dụng, mình muốn giới thiệu đến các bạn trong ngày hôm nay. Nó rất hữu ích cho quá trình chăm sóc cá của các bạn. Mình sẽ bóc hộp luôn vào ngay. Đầu tiên là bộ kẹp vòng đựng thức ăn, khá là chắc chắn và dễ sử dụng. Tiếp theo là một chiếc phễu đựng thức ăn tươi, chủ yếu là sẽ đựng giun đỏ hoặc là sâu đỏ, và một chiếc cốc rót nước. Chiếc cốc này thì khá là hay, các bạn có thể đong theo từng ml nước theo các cái vạch số ở đây, rất tiện để có thể pha thuốc hay là pha các cái dung dịch khác cho bể cá. Và bây giờ các bạn hãy xem mình sử dụng chúng như thế nào nhé. Đầu tiên mình sẽ pha thuốc để rửa giun đỏ cho thật sạch cho cá ăn cho an toàn. chiếc vòng đựng thức ăn này khá là tiện dụng. Các bạn có thể cho cá ăn tập trung ở một khu vực mà nó sẽ không bị loang ra khắp mặt nước hoặc là bị cuốn vào lọc. Với những tiêu chí ngon, bổ, rẻ, đẹp, mình sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm vừa hay vừa rẻ cho các bạn nhiều hơn. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh của mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.